thực hiện công văn số 5890 của Sở Y tế về việc tiêm vaccine phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 cho phụ nữ mang thai từ tuần thứ 13 trở lên. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 10, Bệnh viện Vũng Tàu đã tiêm vaccine cho gần 1.100 thai phụ trên địa bàn thành phố. Loại vaccine được tiêm là vaccine Pfizer. So với số thai phụ đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 trực tuyến trên website của Sở Y tế là 1.980 người, thì số thai phụ tiêm thực tế tại Bệnh viện Vũng Tàu trong hai ngày 24 và 25 tháng 10 ít hơn gần 900 người. Trong số này chỉ có 2 trường hợp không đủ điều kiện tiêm, còn lại phần lớn là đăng ký nhiều lần và hơn 200 trường hợp đã tiêm vaccine AstraZeneca trước đó vẫn đăng ký tiêm. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng cho phụ nữ mang thai, Bệnh viện Vũng Tàu đã bố trí đội ngũ y bác sĩ gần 30 người để khám sàng lọc và theo dõi sau tiêm. Theo báo cáo của bệnh viện, đến thời điểm này, tất cả các thai phụ đều có sức khỏe bình thường sau tiêm chủng.